Miss World Việt Nam 2023 lộ diện 47 cái tên lọt vào chung khảo, loạt gương mặt cũ trở lại phục thù. Sau thời gian dài tạm nghỉ, Miss World Việt Nam đã có những động thái trở lại đầu tiên khi công bố danh sách thí sinh được chọn vào vòng sơ khảo cho mùa thi 2023. Đặc biệt, danh sách này còn có sự trở lại của một số thí sinh cũ đạt thành tích cao trong năm ngoái. Vòng sơ khảo Miss World Việt Nam 2023 đã diễn ra ngày 23 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sơ khảo có sự tham gia của dàn giám khảo Thạc sĩ Phạm Kim Dung, trưởng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vi, Đỗ Hà, diễn viên Vân Trang. Ngoài ra, buổi sơ khảo còn có sự tham gia của top 3 Miss World Việt Nam 2022, Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi. Á hậu Phương Anh cũng xuất hiện tại buổi sơ khảo với vai trò MC. Dàn thí sinh nộp hồ sơ lần lượt trải qua vòng catwalk, đo nhân chắc học, phỏng vấn. Theo ghi nhận từ ban tổ chức, nhiều thí sinh ở độ tuổi 2004-2005 đăng ký tham gia, các cô gái đều chuẩn bị cho mình vẻ ngoài chỉn chu nhất, từ trang phục cho đến make up. Tuy chỉ mới xuất hiện tại vòng sơ khảo nhưng các thí sinh Miss World Việt Nam 2023 được đánh giá cao về ngoại hình và đặc biệt có nền tảng tri thức cao và các thành tích đáng nể. Những cô gái tài năng thành thạo nhiều ngoại ngữ và tự tin với các sở trường ca hát, thuyết trình, múa. Tối cùng ngày, ban tổ chức công bố 47 thí sinh được chọn vào vòng chung khảo, trong đó có Bùi Khánh Linh. Cô được chú ý từ đầu vì là gương mặt quen, từng lọt vào top 10 Miss World Việt Nam 2022. Khánh Linh có chiều cao nổi bật 1m76, gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối. Cô từng đạt điểm cao ở vòng thi phụ Người Đẹp Biển. Bên cạnh đó, những thí sinh cũng được chú ý không kém còn có Phạm Hương Anh sinh năm 2005, giành được một suất trong top 47. Ở vòng sơ khảo, Hương Anh thể hiện kỹ năng tiếng Anh tốt, thần thái tự tin. Cô được nhận xét là ứng viên tiềm năng phù hợp với tiêu chí Miss World Việt Nam. Nguyễn Ngân Hà sinh năm 2003 cũng có cơ hội đi tiếp. Theo thông tin trong hồ sơ, cô là hoa khôi bóng chuyền thành phố Đà Nẵng 2023 với loạt thành tích ấn tượng như top 5 đơn nữ tìm kiếm đại sứ Đại học Đà Nẵng, Miss and Mr. UD 2022, huy chương đồng Hội khỏe phù đồng tỉnh Nghệ An môn bóng đá, huy chương đồng giải bóng chuyền khối sinh viên đại học, cao đẳng và khối lực lượng vũ trang liên kết năm 2022. Thí sinh đến từ Hải Phòng Mai Thị Hà Thu được chú ý tại cuộc thi khi được chọn vào top 47. Theo ban tổ chức, cô thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và từng tham gia nhiều hoạt động xã hội. Đỗ Trần Ngọc Thảo là thí sinh cũ của Hoa hậu Việt Nam 2022, mùa Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang. Năm ngoái cô dừng chân ở top 20 chung cuộc. Với lần trở lại này, Ngọc Thảo không khó để được gọi tên vào vòng chung khảo. Huỳnh Trần Ý Nhi đến từ Bình Định là thí sinh được cho là có ngoại hình khá giống với ca sĩ Miu Lê. Cô nàng sở hữu gương mặt tựa búp bê với những đường nét hài hòa ấn tượng. Không chỉ gây chú ý với ngoại hình giống người nổi tiếng, Ý Nhi cũng còn được ghi điểm nhờ sở hữu thành tích ấn tượng. Cô từng đạt được danh hiệu Á khôi cuộc thi duyên dáng sinh viên Bình Định 2022 và là đại sứ AIESEC 2022 trước khi đến với Miss World 2023. Danh sách những thí sinh còn lại gồm có Đỗ Thủy Dung, Nguyễn Ngô Nhật Hạ, Nguyễn Lê Hoàng Linh, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Nhật Linh, Trần Thị Hồng Linh, Trần Thị Khánh Ly, Lê Phương Ly, Phan Thị Việt Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Trần Ngọc Nhi, Trần Phương Nhi, Nguyễn Uyên Nhi. Ban tổ chức cho biết 47 thí sinh xuất sắc sẽ tiếp tục hành trình chinh phục vương miện tại vòng chung khảo vào tháng 5 sắp tới. Cuộc thi sẽ còn một buổi sơ khảo ngày 5 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, các thí sinh khu vực miền Bắc và miền Trung đã có buổi casting online cùng giám khảo để chọn ra thí sinh tiềm năng tham dự vòng sơ khảo trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Phạm Kim Dung là trưởng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023. Bên cạnh đó, hội đồng giám khảo còn có Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vi, Đỗ Hà, diễn viên Vân Trang.